Sự xuất hiện của hậu Hennie trong show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thu hút sự chú ý của khán giả. Thế nhưng nàng hậu bị nhận xét khá nhạt nhòa so với dàn chị đẹp. Dù vậy, Hennie cho biết cô rất vui vì đã được đồng hành cùng chương trình. Chung kết của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng trình làng tối 27 tháng 1 với màn tranh tài từ hai nhóm ứng cử viên quán quân, tiết mục Mắt sắp ngựa ô thương nhớ và Lý ngựa ô gây bùng nổ bởi vũ đạo mãn nhãn kèm vocal cực nịnh tai đến từ Emily, Diệu Nhi, Lệ Quyên, Hồng Nhung và Hennie. Với màu sắc dân gian Nam Bộ, nhóm Emily đã khéo léo lồng ghép những chi tiết quen thuộc đậm màu sắc lễ hội. Hồng Nhung trong tiết mục này tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi tự tin thể hiện những câu cải lương ngọt lịm và duyên dáng. Những chị đẹp còn lại trong nhóm thể hiện tròn vai với tinh thần vui vẻ, phấn khởi. Những biểu cảm của Diệu Nhi khiến mọi người phải bật cười vì quá duyên dáng. Âm nhạc trong tiết mục này ghi dấu ấn vì những giai điệu bắt chen và dễ nhớ. Khi chia sẻ về sự khó khăn lúc tập luyện tiết mục năm thành viên, Hennie cho hay cả nhóm phải thử thách nói giọng miền Nam từ câu chữ đến giọng hát. Khi hát bình thường để cho cảm xúc đã khó rồi mà bây giờ phải hát bằng giọng miền Nam là mình hơi thấy khó khăn một chút. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 chia sẻ, với Mắt sắp ngựa ô thương nhớ và Lý ngựa ô, Emily, Diệu Nhi, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Hennie đều phải hát bằng giọng Nam Bộ. Hennie nhận định đây là khó khăn với cô nhưng lại khá thú vị. Một bài hát dễ thương, Mắt sắp ngựa ô thương nhớ và Lý ngựa ô được tập luyện trong thời gian ngắn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười và đầy ắp kỷ niệm của các chị em. Đặc biệt là các chị em đều phải hát bằng giọng miền Nam. Riêng với Hen thì hơi khó một xíu nhưng cũng khá là thú vị. Đoạn Hen hát nếu vẫn chưa ra giọng miền Nam mong quý vị khán giả bỏ qua cho Hen nha. Nàng hậu chia sẻ, ở những chặng đua cuối, chị đẹp Hennie có dịp nhìn lại. Theo cô, 5 tháng đồng hành cùng chương trình đã mang đến nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cô trân trọng và vui vì mình đã là một phần của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Tập chung kết rồi, các chị em bảo nhau rằng hãy cháy hết mình cho thanh xuân này đi. Mình còn đứng cùng nhau trên sân khấu Chị đẹp được 1-2 lần nữa thôi, nên hãy cùng tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Với Hen, hơn 5 tháng đồng hành với chương trình, bao kỷ niệm buồn vui, Hen trân trọng và xin cất giữ mọi thứ để sau này nhớ lại. Thật vui vì mình cũng là một phần của Chị đẹp năm ấy. Cảm ơn sự hỗ trợ của các anh chị, ekip, bạn bè đã cùng Hen và các chị cho Mắt sắp ngựa ô, thương nhớ và Lý ngựa ô. Cảm ơn quý vị khán giả luôn động viên, yêu thương và quan tâm Hen các chị. Suốt hành trình tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Hennie là cái tên nhận được quan tâm. Xuất phát điểm là hoa hậu, không phải là một ca sĩ nên việc đòi hỏi cô phải hát hay ngay khi tham gia chương trình là điều không thể. Song cô nàng không ngại tập luyện vocal, vũ đạo và khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu. Việc mạnh dạn phá vỡ vòng an toàn để khẳng định phiên bản mới của Hennie được khán giả đánh giá cao. Trước những lời nhận xét khá thẳng thắn về khả năng của mình khi đọ sức với nhiều chị đẹp tài năng của làng nhạc tại chương trình, Hennie đã lên tiếng phản hồi. Theo đó, nàng hậu thể hiện thái độ tích cực với những lời góp ý từ truyền thông dành cho mình. Khá nhiều bình luận để lại dưới bài đăng của nàng hậu bày tỏ sự đồng cảm, khen ngợi thái độ cầu thị, thẳng thắn đối diện với lời chê bai này.